Hành tinh sao hỏa luôn được biết đến là một thế giới khô xương, không có khả năng sở hữu nước lỏng trên bề mặt của nó. Điều này chủ yếu là do thiếu áp suất khí quyển cần thiết để giữ nước ở dạng lỏng. Vì sao hỏa có áp suất khí quyển trên mặt đất bằng 0,6% so với trái đất? Lý thuyết lâu đời về lý do tại sao thiếu nước lỏng trên sao hỏa lại bị tạt nước lạnh vào nó khi một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Science tiết lộ sự tồn tại có thể có của nước ngầm bên dưới cực nam của sao hỏa khi các nhà khoa học nhìn thấy phản xạ radar sáng bên dưới cực mũ lưỡi chai. Nhưng mục đích của khoa học là tiếp tục đặt ra các câu hỏi và các giả thuyết thách thức. Một nghiên cứu mới trên tạp chí Geophysical Research Letter cho thấy phản xạ radar thực sự khớp với phản xạ của các đồng băng núi lửa được tìm thấy trên khắp bề mặt sao hỏa. Tiến sĩ Ciro Grima, một nhà hành tinh cho biết, để nước có thể duy trì gần bề mặt này, bạn cần một môi trường rất mặn và một nguồn nhiệt mạnh được tạo ra tại chỗ. Nhưng điều đó không phù hợp với những gì chúng ta biết về khu vực này, nhà khoa học tại Viện Vật lý Địa cầu Đại học Texas UTIG, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu. Đối với nghiên cứu, tiến sĩ Hima đã thêm một tảng băng tưởng tượng trên bản đồ radar của sao hỏa, về cơ bản khiến những phát hiện về nước lỏng ở cực nam trước đây hòa vào phần còn lại của bản đồ. Điều này tiết lộ địa hình của sao hỏa sẽ trông như thế nào qua một dặm băng, cho phép các nhà khoa học so sánh các đặc điểm trên toàn bộ hành tinh với những phát hiện trước đó dưới nắp cực nam. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu trong 3 năm từ thiết bị đo âm thanh dưới bề mặt và tầng điện ly MARSIS của radar tiên tiến trên sao hỏa. Được phóng vào tháng 6 năm 2003 và đưa vào quỹ đạo sao hỏa vào tháng 12 năm đó. Tiến sĩ Grima và đồng tác giả tiến sĩ Jeremy Muzino, một nhà khoa học nghiên cứu tại Viện Khoa học Địa chất Môi trường ở Grenoble, Pháp, đang tiếp tục thực hiện các sứ mệnh được đề xuất nhằm tìm kiếm nước trên sao hỏa bằng cách sử dụng radar. Cả hai đều để hỗ trợ các phi hành gia tương lai trên hành tinh đỏ cũng như tìm ra những dấu hiệu của tiền kiếp. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!